sang kênh YouTube Phạm Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ chia sẻ với các bạn một cái căn biệt thự 2 tầng mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho anh Khải ở huyện Quốc Oai, thủ đô Hà Nội. Sau khi đơn vị chúng tôi đã về khảo sát hiện trạng đất và lên phương án thiết kế cho gia đình, thì hôm nay thì trên kênh YouTube Phạm Tuân thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn toàn bộ hồ sơ của công trình này. Và công trình sẽ chia thành 3 phần. Phần thứ nhất là chia sẻ các bạn về bộ hồ sơ, phần số 2 là chia sẻ cho các bạn quá trình khảo sát hiện trạng đất, phần thứ 3 là phần bàn giao hồ sơ bản vẽ. Và trong video ngày nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn nữa về các cái quá trình thiết kế và thi công công trình. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ tập trung trên màn hình. Tôi sẽ chia sẻ với bạn các cái hoạt động của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Và trong cái hành trình nỗ lực để xây dựng căn nhà mơ ước thì đơn vị đội ngũ anh em kiến trúc sư nhà đẹp Green, chúng tôi chia sẻ các bạn thêm một cái thông tin rất là hữu ích và bổ ích cho tất cả gia đình các bạn. Đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green chúng tôi đã đưa vào cái hệ thống, đó là tạo ra, là đơn vị đầu tiên đưa ra các bản vẽ 3D về phần cốt thép. 3D cốt thép thì có rất nhiều các bạn gọi điện hỏi trong quá trình xây dựng nhà cái phần cốt thép để đảm bảo độ cứng vững công trình, thì chúng tôi là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực này, duy nhất đến tại thời điểm này là đơn vị có 3D về phần cốt thép cho các bạn, để các bạn có thể xem các hình ảnh 3D về cốt thép của công trình. Và thứ hai là 3D về điện nước thì đơn vị chúng tôi đã đưa vào trong cái quá trình cái bộ hồ sơ thiết kế, thì các bạn lựa chọn cho mình một đơn vị có 2D kiến trúc, 3D kiến trúc, có 2D kết cấu, có 3D kết cấu thép và có 2D điện nước, có 3D điện nước, thì đây là đơn vị chúng tôi đã tiên phong trong lĩnh vực này trong quá trình cải tiến quá trình bộ hồ sơ thiết kế để làm sao cho tất cả các gia đình, từ chủ đầu tư, từ nhà thầu thi công đến nhà thiết kế, làm sao cái công trình của các bạn nó tưởng minh nhất. Và tiếp tục thì mời các bạn chúng ta sẽ theo dõi video để đến với các cái quá trình chúng tôi đến khảo sát bằng công nghệ cao Flycam, đo đạc cẩn thận tỉ mỉ, tính toán phong thủy cho từng gia đình, và đến quá trình bàn giao hồ sơ chúng tôi cũng phát trực tiếp trên kênh YouTube. Đến thời điểm này thì đơn vị chúng tôi cũng là đơn vị duy nhất và tiên phong trong lĩnh vực công khai các cái quá trình hoạt động của công ty bằng phát trực tiếp chia sẻ cho các bạn trên kênh truyền thông YouTube. Và một lần nữa thì chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công hơn nữa. Các bạn tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Còn các bạn cần tư vấn thiết kế nhà thì hãy nhấc máy lên gọi điện cho chúng tôi số line 0386 325 566. Bây giờ mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube Phạm Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ chia sẻ cho các bạn một cái căn biệt thự 2 tầng và thiết kế hiện đại. Chúng tôi đã thiết kế cho anh Khải ở huyện Quốc Oai, Hà Nội. Chúng tôi liên tục cải tiến để làm sao cho các gia đình chúng ta khi xây dựng căn nhà mơ ước để nó đẹp hơn, nó rõ ràng hơn, nó tường minh hơn, và tất cả các bác thợ đều có thể thi công được. Và trong video ngày hôm nay thì công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ chia sẻ với bạn toàn bộ cái hồ sơ của công trình này. Chúng ta sẽ cùng tôi hướng trên màn hình. Với cái kiến trúc hai mặt tiền theo phong cách hiện đại như thế này thì đây là cái mong ước của gia đình, từ bố anh Khải và tất cả các thành viên gia đình mà muốn thiết kế một căn nhà hiện đại và nó đi theo thời gian. Với không gian đất thì chúng tôi về khảo sát thì rất là rộng rồi. Anh có yêu cầu là thiết kế trong căn nhà rất đẹp nữa là xong. Còn đất và số tiền đầu tư thì anh sẵn sàng đầu tư trong cái khoảng trên 1 tỷ rưỡi đến 2 tỷ. Thì trong khoảng này với căn nhà biệt thự là chúng ta sẽ ok rồi, đúng không ạ? Thì với cái kiến trúc chúng tôi đã thiết kế cho gia đình thì các bạn có thể quan sát trên màn hình là ở dưới phần tầng 1 thì gồm có một phòng khách, phòng ăn và hai phòng ngủ, tầng 2 thì 3 phòng ngủ, một phòng thờ. Và với kiến trúc hiện đại như này, với cái ngói màu như này thì chúng ta sẽ thấy căn nhà chúng ta sẽ đẹp hơn và khang trang hơn. Đây là cái vị trí để các bạn nhìn được hai mặt tiền nó đẹp nhất cho không gian nhà các bạn nhé. Tiếp theo thì ở đây là cái vị trí các bạn sẽ góc nhìn, đây là cái phần mái của công trình. Với công trình nhà biệt thự thì hiện tại bây giờ có rất nhiều loại ngói và nhiều các cái màu ngói khác nhau để cho cái không gian đẹp,
Thì ngày trước thì chúng ta chỉ có cái hệ ngói, đó là ngói đỏ thôi, truyền thống thôi. Nhưng bây giờ gói màu thì trong những năm gần đây đã lên ngôi. Nó nhẹ hơn rất nhiều so với ngói đỏ truyền thống. Ngói màu này nhẹ hơn rất nhiều so với ngói truyền thống các bạn nhé. Thì chúng ta có thể lựa chọn các màu sắc để nó phù hợp với không gian nhà. Trong ngôi nhà anh Khải này thì chúng tôi chọn cái màu ngói màu nó phù hợp với cái tông màu của phần nhà các bạn nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn cái mặt bằng công năng bên trong của công trình. Công trình thì gồm có phòng khách này, đấy, hai phòng ngủ này, khu vực phòng ăn nhé. Thì anh có cái ngôi nhà cũ rất là rộng để thờ cúng và để nấu nướng ăn uống luôn. Ở phòng trên này chủ yếu để bày thức ăn thôi các bạn nhé, và gồm có phòng tắm và phòng vệ sinh tách riêng. Phần tiếp theo còn chi tiết mặt bằng các phòng thì tôi sẽ giới thiệu các bạn ở trong bản vẽ. Phần tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn cái trên tầng 2 nhé. Ở trên tầng 2 ở đây thì các bạn thấy có 4 phòng ngủ. Đấy, nhưng mà thực ra hiện tại giờ anh không sử dụng hết, thì cái phòng ngủ phía ngoài thì làm phòng thờ. Đấy, để thay phòng thờ, chứ nếu mà làm như này nữa thì chúng ta sẽ có 6 phòng ngủ. Đấy các bạn nhé. Thì hiện tại vẫn chưa sử dụng hết các phòng ngủ tầng trên này đâu. Các bạn chú ý như vậy. Thì ở đây cũng là cái không gian mở cho các bạn. Nếu các bạn có xây một cái phòng nhà thờ riêng, đấy, nhà thờ truyền thống 3 gian đấy, hai trái chẳng hạn, thì chúng ta sẽ riêng thì ở đây thì chúng ta sẽ được 4 phòng ngủ trên tầng 2 này. Thì không gian nhà rất là rộng về các thành viên trong gia đình. Để trên tầng 2 sẽ có 4 phòng ngủ và phòng tắm vệ sinh khép kín ở bên trong toàn thể không gian nhà. Thì tầng dưới như nào tầng trên sẽ tương tự như vậy. Các bạn chú ý ở cái phòng tắm và phòng vệ sinh của anh thì sau này vẫn đặt thêm một cái bồn đi vệ sinh nữa, thì chúng ta có thể tận dụng được nếu mà trong trường hợp đông khách khứa đến thì chúng ta có thể vẫn sử dụng bình thường các bạn nhé. Tiếp theo thì đây là cái vị trí mặt tiền phía trước của chúng ta nhìn. Ở cái mặt tiền này thì các bạn nhìn thấy hệ 3 mái, mái sảnh hiên và mái khu vực phòng thờ cùng với cái mái nhỏ, hệ 3 mái. Và chúng tôi cũng thiết kế theo cái hình tam giác và các cái màu sơn đậm cùng với cái mảng tường màu trắng sứ, và phía dưới thì ốp gạch màu vàng để thể hiện sự sang trọng, là nó tránh bám bẩn không gian, rêu mốc bám bẩn ở dưới phần tầng 1. Thì các bạn chú ý như vậy. Vừa rồi thì đơn vị chúng tôi đã chia sẻ hết cho các bạn về các cái góc nhìn của không gian nhà từ hướng cổng rồi xung quanh của công trình này. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn lại một lần nữa, sau đó thì chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết của công trình với các bản vẽ chi tiết. Thì ở đây chúng ta sẽ sang phần bản vẽ chi tiết của công trình. Với cái bản vẽ kiến trúc trước, ở bản vẽ kiến trúc này thì đơn vị chúng tôi là một trong đơn vị rất là tiên phong trong lĩnh vực cứ có bản vẽ 2D thì sẽ có một cái bản vẽ 3D để cho bất kỳ một thợ nào ở trình độ nào cũng có thể đọc được. Đây là cái điều chia sẻ cho các bạn để tìm những đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp thì các bạn sẽ biết được các cái không gian phòng như vậy. Ở đây thì các bạn nhìn diện tích phòng khách là 25m², phòng ăn này, phòng sinh hoạt chung này 15m², phòng ngủ số 1 là 20m², phòng ngủ số 2 là 14m², còn khu vực phòng tắm và nhà vệ sinh được 3m² các bạn nhé. Đấy là không gian tiếp theo. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn đến cái khu vực tầng 2. Tầng 2 thì tôi vừa giới thiệu các bạn, hiện tại là chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ hoặc cái phòng thờ các bạn làm phòng ngủ cũng được. Vì cái nhà cũ của anh, tí các bạn đến phần khảo sát thì ngôi nhà cũ của anh vẫn còn đẹp, và ngôi đấy là một phòng không gian thờ cúng, còn đây phiên này phòng ở. Đấy, và trong trường hợp sau này muốn trở thành phòng thờ thì chúng ta sẽ chuyển về phòng thờ. Đấy các bạn nhé. Thì cái phòng này hiện tại là vẫn chưa sử dụng đến đâu các bạn. Đấy, 3 phòng ngủ. Phòng ngủ số 3 là 21m², phòng ngủ số 4 13m², phòng ngủ số 5 14m², phòng tắm và vệ sinh cũng giống y chang như tầng dưới. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục đến với cái bản vẽ tiếp theo. Cứ 2D sẽ có một bản vẽ 3D. Tôi nhấn mạnh cho các bạn điều này. Điều đặc biệt để các bạn lựa chọn những đơn vị như vậy thì các bạn sẽ thiết kế và thi công ta rất là nhàn. Các bạn, đấy, cứ 2D sẽ có 3D. Nhàn rất là nhiều. Đây là cái phần đổ bê tông. Ở cái phần này các bê tông mái, thì cái phần bê tông mái thì các bạn chú ý là các bác thợ ở các vùng quê thì tính cái đơn giá thi công phải bê tông mái này nó khác. Nghĩa là nó khác như nào, nếu các bạn nhận 1.000.000 m² thì bê tông mái này có thể là 1.300.000 hoặc 1.500.000, tùy theo cái mức độ phức tạp của đường đi đưa vật liệu lên các bạn nhé. Cũng công trình này nếu mà ở tiện đường vật liệu bán lên thì chúng ta chỉ 1.300.000 thôi, nhưng vật liệu đưa lên khó khăn hơn thì sẽ là 1.500.000 1m², nếu mà chúng ta nhận thi công
là 1 triệu một mét. Còn các bạn nhận 1,3 triệu thì các bạn sẽ nhân lên có thể thành 1,8 triệu một mét. Các bạn chú ý như vậy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến phần xà gồ thép để chúng ta lợp mái. Ở đây thì đơn vị tôi cứ có 2D sẽ có 3D, rất là dễ dàng để 3D phần xà gồ mái cho các bạn. Thì hiện tại thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green cũng cung cấp cho tất cả các quý khách hàng về cái phần thi công mái bằng kèo siêu nhẹ các bạn nhé. Thì nó sẽ khác với cái kèo truyền thống là chúng ta hàn hộp kẽm lợp ngói. Thì kèo siêu nhẹ nó có nhiều ưu điểm hơn so với cái kèo truyền thống, các bạn chú ý như vậy. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số online 0386 32556, chúng tôi sẵn sàng phục vụ các bạn. Ở đây thì các bạn nhìn không gian mặt tiền phía trước và các cái thông số cứ 2D có 3D nhé, tôi sẽ lướt nhanh cho bạn, chứ mà chia sẻ hết thì thời gian nó sẽ không còn nhiều, để chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo. Ở đây là phần mặt cắt 1:1. Ở cái mặt cắt này thì là cắt ngang nhà thì chúng ta sẽ có 2D và có 3D. Tiếp theo chúng ta sẽ có bản vẽ mặt cắt 22 cũng tương tự 2D sẽ cũng thành 3D. Chúng ta sẽ nhìn cái mặt cắt này, chúng ta biết cái cầu thang bước lên và vị trí các cái dầm. Đó, đây là chi tiết cầu thang. Thì ở khu vực cầu thang này mình cũng chia sẻ thêm với các bạn là cái chiều cao bậc chúng ta tính làm sao nó được cái chiều cao bậc từ 15cm đến 18cm để chúng ta đi nó đỡ mỏi chân và đỡ tránh cái việc bệnh tật xương khớp. Thì các bạn hãy tìm đơn vị tư vấn thiết kế và chia cầu thang cho các bạn. Thứ hai là cầu thang các bạn phải vào con bước lên các tầng và vào con số lẻ. Thì tại sao vào con số lẻ? Vì cái chân trụ bước đầu tiên là chân khỏe nhất của các bạn, nó là chân phải, thì chúng ta sẽ kết thúc bằng số lẻ. Cho nên các bạn mà làm bằng số chẵn thì kết thúc bằng cái chân trái, chân rất yếu, chúng ta mà bê đồ rất là dễ bị ngã hoặc khụy chân. Thì các bạn chú ý như vậy, nguyên nhân lý do tại sao chúng ta phải dùng số lẻ thì các bạn chú ý như vậy nhé. Ở đây là khu vực phòng tắm và phòng vệ sinh, tất cả các không gian chia cửa cho các bạn, ô cửa, tất cả các thông số cửa này thì đơn vị chúng tôi cũng tính toán theo thông số về phong thủy hết các bạn nhé. Đây là kích thước cột 2D có 3D cho các bạn. Tôi sẽ chia sẻ thêm cho các bạn sang cái phần kết cấu điện nước. Thì mỗi một bộ hồ sơ bản vẽ thì chúng ta sẽ có phần bản vẽ kiến trúc, bản vẽ kết cấu, đúng không ạ? Đây thì chúng ta sẽ đến bản vẽ kết cấu này. Với cái khảo sát hiện trạng đất của anh thì cái nền đất ở Quốc Oai, nền đất cổ, đất này là đất rất là tốt. Phía dưới thì là đất cứng, chúng tôi sử dụng bằng giải pháp đó là móng băng. Thì các bạn chú ý như vậy. Móng băng và các vị trí cột, tường lực và các dầm thì các bạn có thể quan sát ở trên màn hình các cái vị trí của không gian. Tiếp theo thì ở đây mình sẽ chia sẻ, tôi sẽ view nhỏ lại cho các bạn nhìn. Chúng tôi sẽ thống kê cho các bạn cốt thép và chiều dài hết bao nhiêu và tổng số cây bao nhiêu, bao nhiêu mét và bao nhiêu cây. Quy ra các bạn cứ làm như phần nào chúng ta sẽ lấy thép về phần đó. Thì các bạn chú ý như vậy. Về phần bản vẽ cốt thép thì các bạn yên tâm, chúng tôi tính toán lực. Ở đây phải tính toán lực đầy đủ, thì cái chỗ nào chúng ta cần thép tăng cường, chỗ nào chúng ta không cần thép tăng cường. Ở đây chúng tôi có mặt cắt rất là rõ ràng. Ví dụ như mặt cắt D11, đây các bạn nhìn hai cái thép kẹp sườn này. Đó, chúng tôi tính toán. Thì các bạn không phải tự dưng có những thanh thép kẹp sườn như vậy, tính toán bằng các phần mềm SAP, ETAP cùng với cái kinh nghiệm thi công trên 10 năm của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Thì chúng tôi sẽ đưa ra cái phần kết cấu đảm bảo công trình của các bạn xây xong nó bền với thời gian. Điều đấy là điều rất là quan trọng khi các bạn đặt những đơn vị tư vấn thiết kế, thì các bạn được một cái lợi thế như vậy. Thì các bạn chú ý nhé. Ở đấy thì chúng ta sẽ quan sát mái sàn rồi các thứ, thống kê cốt thép đầy đủ hết cho các bạn. Hồ sơ bản vẽ về cốt thép cũng rất là nhiều, phần lanh tô cửa rồi tất cả những cái đều có hết thống kê trong đây về vật liệu, bậc cầu thang chi tiết. Sau khi chúng ta xong cái hồ sơ về cốt thép thì chúng ta đến hồ sơ về điện nước. Ở điện nước này thì các bạn sẽ quan sát được cái phần chúng tôi sẽ thống kê cho khách hàng là hết bao nhiêu ổ cắm, ổ điện đầy đủ hết, vị trí đặt điều hòa chỗ nào để không tránh vào khu vực đầu giường, rồi tất cả các ổ cắm, ổ điện đầy đủ hết cho các bạn nhé. Đây còn sơ đồ nguyên lý của đi tổng điện là như nào chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cho các bạn, và các cái chiều cao, vị trí cắm ổ điện ra làm sao cũng có đầy đủ hết, chi tiết hết, không thiếu một cái gì cả. Đây là cái lợi thế cho các bạn khi các bạn đặt đơn vị tư vấn thiết kế, và cái đường nước đi thế nào thì chúng tôi cũng có hết, gọi là điện nước đầy đủ cho các bạn nhé. Cấp nước ra làm sao ở từ trên mái đưa xuống test nước như thế nào, và sơ đồ cấp nước các tầng các bạn đầy đủ hết như này, thì chúng ta đây là cái tôi nhắc lại một lợi thế lớn cho các bạn. Để các bạn xây dựng một căn nhà mơ ước thì chúng ta phải tìm những đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp, có đầy đủ hồ sơ và có rất nhiều cái
nữa để cho các bạn để xem. Thì trong quá trình nỗ lực để tìm đến những cái quá trình thi công ngôi nhà đẹp cho tất cả các thành viên trong gia đình, thì chúng tôi đơn vị không ngừng nỗ lực để tìm ra những cái giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất cho gia đình, để sau tất cả các bác thợ thi công ngôi nhà của bạn đẹp nhất, và quá trình của bạn xây dựng cũng tránh được những sai sót lớn nhất. Thì các bạn hãy tìm đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp. Thì phần trình bày của tôi đến đây là xin được phép dừng tại đây. Thì công ty thiết kế nhà đẹp Green chúng tôi sẵn sàng phục vụ tất cả các bạn trên 63 tỉnh thành. Các bạn hãy nhấc máy lên gọi điện cho tôi số line 0386325566, chúng tôi sẵn sàng phục vụ các bạn. Và tiếp theo thì video mình sẽ chia sẻ những cái phần tiếp theo để cho các bạn tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi, là phần khảo sát hiện trạng đất tại gia đình và phần bàn giao hồ sơ bản vẽ và ký kết hợp đồng thiết kế thi công chọn gói cho gia đình. Thì các bạn có tiếp tục theo dõi video tiếp theo nhé. Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp của Liên chia sẻ với các bạn là quá trình đơn vị tôi đến huyện Quốc Oai, thủ đô Hà Nội các bạn nhé. Chúng tôi đang ở nhà khách hàng, chúng tôi đã tiến hành khảo sát, đo đạt và lên phương án thiết kế cho gia đình. Bây giờ mời các bạn cùng xem một phần công việc của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp của Liên nhé. Đây là không gian ngôi nhà cũ của gia đình này. Đấy, không gian công trình này vẫn giữ nguyên vì đất gia đình nhà anh Dũng rất là rộng. Đây, đây là cái cây lục vừng của gia đình này. Để không gian xây dựng con nhà mới sẽ trên cái nền đất này các bạn nhé, sẽ xây dựng trên cái nền đất vườn phía bên này các bạn này. Vừa đo đạt rồi, mặt tiền là 21m, chiều sâu nhà là 19m. Thì anh em kiến trúc sư nhà đẹp Green đang tiến hành tư vấn cho gia đình cách thức để sau này tất cả các vườn bưởi này thì sẽ được bấn đi các bạn, hay trồng chỗ khác. Thì anh em kiến trúc sư tư vấn thiết kế cho gia đình. Đây, khu gian bưởi. Thì cái anh muốn một cái mặt tiền ra về việc này đúng không ạ? Hai mặt tiền. Một mặt về đằng trước này và một mặt sang bên dưới. Vâng, hai cái phòng ngủ là phía sát bên tường đối diện bên cái khu cực của nhà họ bên khu công nghiệp cao bên đấy. Vâng. Còn đằng đây là phòng khách, phòng sảnh, phòng khách. Nhớ chỗ này là vào là phòng khách đây. Vâng. Thế được, anh cho bố trí bên trong đấy là nó hợp lý vì nó sẽ yên tĩnh hơn, hơn phía này nó gần đường. Thì phòng ngủ trong đấy nó sẽ yên tĩnh hơn nhiều. Rồi, thế cái này. Nghĩa tất cả này làm khuôn viên hết cái mặt ngoài, khuôn viên chỗ cái chuồng lợn, nhấc gà, nhấc anh sẽ phá hết luôn. Rồi. Không gian đất ngoài này rộng. Không gian này nhìn nó sẽ rộng rãi hơn này. Thì cổng anh vẫn đi chung cổng hay là tách cổng riêng? Không, tôi anh sẽ cho cổng ở đúng cái góc cua về chỗ hai mặt tiền không gian nhà. Ừ, chỗ này đất của anh rất là hợp lý đẹp, vì đây phía ngoài này là trước là cũng là ngõ đi luôn đấy. Vâng, đây là cũng đường này là đi vào trong làng thôi đúng không? À, công nghệ luôn à? Đây thế tốt quá nhỉ, đây là hai mặt tiền luôn đúng không? Đây là không gian đường này cũng phải được 5m này đấy, rất là rộng. Thế rồi cái cổng anh làm cho này ta. Nhân cổng anh sẽ đi chéo đây. Đi vào đây và vào khuôn viên xong. Mình chỉ làm hết đất, sát cái kia con bà cũng cưa nướng mình làm sầm, mình làm vườn mình đẩy. Nghĩa là anh sẽ làm sát hết vào cái góc phía đằng vừa đo góc kia đúng không? Còn đâu phía đằng trước này làm sân khuôn viên. Khuôn viên và cổng. Và thế này được. Từ Ngọc vào bỏ anh Thanh cầm khước đo lại cái hiện trạng này để sau này vẽ khuôn viên luôn. Phía ngoài này, bỏ anh Thanh với này Bình cầm thước ra. Cầm thước ra Bình ơi, để đo lại cái hiện trạng ấy, phần này. Vừa chụp vừa live cam rồi nhưng mà cứ check lại cái kích thước cho nó chính xác. Để anh, sau này anh tính toán làm cổng đây thì lên nữa đẹp. Anh đứng luôn đấy. Đo từ cái phần cổng đấy. Ngắm thẳng cái trụ trên này, trụ trên này, trụ trên.
Bao nhiêu anh Thanh? 19m20 à? 19m30. Rồi, Ngọc vẫn đứng yên đấy, em đi ra cái góc kia. Anh thì chuyển sang cái kia. Ngọc đứng yên tại vị trí thôi. Cái chỗ em vừa đứng em đo, đứng yên lại vị trí đấy. Anh sang đến cái góc cái không cần. Đến đây này. Không, vì sau này mình làm ngõ mình vẫn phải cua thụt vào để đi xe nó dễ. Yeah. Ok, đây là video phát trực tiếp, các bạn có bất kỳ câu hỏi gì cứ comment nhé, mình sẽ dành thời gian trả lời các bạn. Đó đúng đất nhà mình thôi. Ừ, đúng đất thôi. 10 mét mấy? 17 mét mấy? 17 mét 7. Thế là phần đầu này nhỏ, đằng sau to thế rồi, đất nở hậu thế là làm ăn phát đạt rồi. Nở hậu thế là tốt rồi. Ở đằng kia đo là 21 đúng không? Đằng này là 17. À ok, thế tốt rồi. Đất kia nghĩ là chưa làm nó có lọc rồi. 17,7. Em ghi chép lại. Anh có sổ đỏ. Tí chụp cái sổ đỏ lại em được. Vâng. 100m2 đi thép phi 8 2 lớp có được không anh? Được nhá. Đan A16 đi. A160 nhé. Thế là 160 thép phi 8 2 lớp. Em nhớ kê con kê vào nhé. Đổ dây, dây trên 12 là được. Chụp là thế này rồi, có một cái biên nguyên cả hai muốn rồi. À, thế cũng được, em cần cái đấy cũng được. Sau đó em đặt cái khung vào vào nhà cho anh. Có cả một cái ảnh tách đó, cứ anh cần cần tách cái hình đấy được. Vâng, bọn em sẽ. Cái này là có số lắm đấy, là có à, cái số đấy anh có dùng Zalo không? Có. Cái số vừa rồi gọi em ấy. Có dùng Zalo gì? Vâng. Để đi em ấy. Vâng, thì anh bắn luôn sang cho em. Bắn cả hai viên tách đôi với kia. Vâng, một cái bìa gốc của anh. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. À, vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Hiện tại thì mình đang ở Quốc Oai, Hà Nội. Thì ở Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội. Để bàn giao công trình biệt thự vườn 2 tầng mà đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thiết kế cho anh Khải. Thì đây là cái không gian biệt thự gia đình sẽ xây trên cái mảnh đất này. Kiến trúc sư Ngọc sẽ cho các bạn xem cái hồ sơ bản vẽ. Rồi ok, các bạn nhìn đây là cái không gian hồ sơ bản vẽ này. Đây là cái không gian mặt tiền chính này. Đấy, đây là cái góc này đẹp nhất, góc sẽ hai mặt tiền. Chỗ này nó hơi nắng, các bạn thì nhìn đây căn biệt thự của công chủ gia đình đây. Gia đình sẽ xây xong trên cái mảnh đất này các bạn nhìn. Đó, đây không mảnh đất này. Thì ở đây tôi sẽ ghi cho các bạn xem nhé. Cái hình ảnh 3D công trình, đây là mặt tiền chính đây. Đấy. Thì cái căn biệt thự này đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green đã thiết kế cho anh Khải hoàn thiện xong rồi, và hôm nay chúng tôi đang bàn giao tại nhà cho anh. Đấy nhé các bạn nhé, công trình này rất là đẹp, tôi sẽ chia sẻ sâu cho các bạn trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân sau. Đấy, thì các bạn xem hôm nay là hồ sơ bàn giao trực tiếp cho công trình. Đó, các bạn nhìn hồ sơ bản vẽ, đây là cái mái phía trên nhé, tổng cái kích thước đất này. Đấy, đây là tầng 1 các bạn nhìn này. Đó, tầng đây, các bạn nhìn là đây là khu vực phòng khách này, đây là phòng ăn này, đây phòng ngủ dưới là hai phòng ngủ, đây phòng tắm và phòng vệ sinh các bạn nhé. Công trình đây các bạn nhìn lại một lần nữa thôi. Bây giờ mời các bạn vào bên trong để anh em kiến trúc sư bàn giao hồ sơ bản vẽ nhé. Hà Nội thì vẫn còn những cái Quốc Oai vẫn còn những cái tổ ong cổ, các bạn nhìn cái đá cổ này, đá tổ ong này rất là cổ luôn các bạn. Đó, thủ đô Hà Nội rất là cổ luôn. Đây là cái không gian của nhà anh Khải thì đã chặt hết bưởi rồi. Bưởi là đặc sản của Hà Nội các bạn nhìn. Đấy, thì chuẩn bị
sẵn gạch rồi này, tập kết bên trong này. Còn ngôi nhà cũ này thì vẫn giữ nguyên, đây là không gian ngôi nhà cũ của gia đình các bạn này. Đây là không gian ngôi nhà cũ của gia đình thì vẫn giữ nguyên. Còn bộ hồ sơ vừa rồi các bạn xem ấy, thì chúng tôi đang bàn giao cho gia đình anh. Thì anh Khải đang nhận hồ sơ bản vẽ bên trong, các anh em kiến trúc sư đang bàn giao các bạn nhé. Thì ở đây là khu nhà cổ xây từ năm 2001 đấy các bạn nhìn. Đấy, nhà cổ ngoài xưa, và tất cả các khu vực này là khu vực dành cho khu công nghệ cao của Hà Nội nhé. Đấy, sẽ xây khu công nghệ cao. Bây giờ mời các bạn vào trong để xem một phần cái công việc của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp bàn giao hồ sơ bản vẽ tại gia đình như thế nào các bạn nhé. Ở đây gia đình giữ được cái cây lộc vườn rất là đẹp. Thì tất cả cái hiện trạng của cái không gian nhà cũ này vẫn giữ nguyên, và nhà mới thì xây trên mảnh đất kia. Đấy, các bạn chú ý như vậy. Thì đây là một cái lợi thế rất là lớn cho gia đình vì có khuôn viên đất rất là rộng như này. Thì các bạn vào bên trong nhé. Đấy, cái hồ sơ là hợp đồng là thợ thì vẫn cùng làng làm thôi nhỉ anh Khải, à làng khác có đội cứ có hồ sơ bản vẽ xong rồi. Vâng, cái này anh thợ nhìn những cái bản vẽ như này rất thích, vì bọn em là cái bản vẽ 2D có 3D thì đây là công ty em là tiên phong trong con lĩnh vực đấy. Lần trước của Hải mới lại của ấy là chưa có cái đấy. Bây giờ là có 2D có 3D này, thợ nào cũng làm được, nó dễ. Thì cái trong quá trình cái phần thi công này nhá, anh nhận đơn giá này nó có hai cái này anh Khải này. Đây này, trong cái hợp đồng em ghi rất là rõ này. Là một cái là sàn chính và một cái là mái vát nhé. Anh chú ý nhận thợ thì mái vát là nhà mình nó sẽ tính khi thi công sẽ tính nào? Đây là mái vát này. Đây nhìn này. Cái phần mái vát này thì quá trình lắp dựng xà gồ rồi ghép cốt pha nó sẽ nhiều hơn. Thì nó sẽ nhân với cái mặt bằng này nhân với 1,3 hoặc 1,5. Ở đây là họ tính, cái này là họ tính nhân 1,5. À này, nhân 1,5 này. Đấy, ví dụ như là đơn giá 1 triệu 1 mét mà nhân 1,5 thì cái này là 1 triệu rưỡi. Đấy, 1 triệu rưỡi 1 mét. Nhưng cái mái vát nó đấy. Đây thì đấy thì em bọn em cũng ghi rõ đây này. Ghi rõ trong hợp đồng cho gia đình là cái sàn chính và cái mái vát tách riêng để sau này đỡ tranh chấp, không thì nhiều lúc trong hợp đồng mái vát đấy thường nó 1,5. Nếu mà tính 1,5 thì ở đây họ tính cao đấy, có nơi thì 1,3 thôi. Và đấy thì những cái chú ý em ghi hết trong hợp đồng. Hợp đồng này bên em vẫn là cái hợp đồng để xây dựng với các công trình nhà dân dụng, thì em vẫn sử dụng cái hợp đồng này. Còn có gì em sẽ gửi cho anh qua Zalo để anh có bổ sung thêm những cái điều khoản ở trong đấy thì có thể bổ sung quá trình của anh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi một phần của công việc của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Những bạn nào ở Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội mà cần tư vấn thiết kế nhà thì hãy liên hệ ngay với đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green theo số line 0386325566 các bạn nhé. Rồi mình sẽ dừng video phát trực tiếp ở đây nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Thì các bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong video này cứ comment, mình sẽ dành thời gian trả lời tất cả các bạn. Đây là video phát trực tiếp nha. Chúc bạn nhiều thành công trong cuộc sống. Việc tư vấn thiết kế nhà thì hãy để cho đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green.